Việc Peru chính thức thông qua hiệp định CPTPP là cơ sở để thúc đẩy kim ngạch song phương Việt Nam-Peru, mang lại cơ hội mở cửa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Peru trong thời gian tới. Sau hơn 3 năm kể từ khi hiệp định được ký kết vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, Quốc hội Peru đã chính thức phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, đưa nước này trở thành thành viên thứ 8 thông qua CPTPP. Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực với Peru sau 60 ngày kể từ khi nước này hoàn tất thông báo việc thông qua hiệp định với nước lưu chiểu New Zealand. Hiệp định CPTPP chính thức đi vào hiệu lực, hứa hẹn sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ thương mại Việt Nam-Peru. Peru cam kết xóa bỏ 81% số dòng thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực, tương đương 62% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam, và sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99,4% dòng thuế vào năm thứ 17. Với việc các quy định nhập khẩu của Peru được đánh giá là đơn giản hơn so với mặt bằng chung các nước, doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng những cơ hội mà hiệp định CPTPP mang lại để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Peru, chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, có chiến lược xuất khẩu bền vững, sớm xây dựng được hình ảnh hàng hóa Việt Nam uy tín, chất lượng tại thị trường nước bạn.